Trong kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Cần Giờ từ nay đến năm 2022-2025 sau đại dịch, cần phát triển hệ thống đường thủy kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ, cũng như kết nối đường thủy các tour từ Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang đi và đến Cần Giờ, đồng thời tăng cường năng lực phà tại Bình Chánh từ các đơn vị khác nếu như lực lượng hiện tại của phà này không đủ đáp ứng. Thì trong kế hoạch này tính hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn ngắn hạn và giai đoạn dài hạn. Trước tiên ngắn hạn thì chúng ta cần làm gì thì các anh chị sẽ quay vào những cái việc đánh giá lại tiềm năng của mình, là cơ sở, các cái dịch vụ tại thực tại của mình đang có, đang đứng vào vị trí nào ở đâu, để chúng ta nâng chất lượng của cái sản phẩm của mình đang hiện có và bắt đầu đi vào những cái sản phẩm mình mong muốn trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn thì lúc đó chúng ta tính các cái khu đất mà hiện nay chúng ta đang có trong tay và tiềm năng, khả năng trong cái phần mình có thể quyết định được. Trong quy hoạch của quốc gia và của thành phố Hồ Chí Minh thì Cần Giờ đều có lợi thế. Không những là vị trí chiến lược mà tài nguyên thiên nhiên khác biệt so với nhiều địa điểm khác trong cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm đô thị sầm uất phát triển năng động nhất nước, mà ở đây còn có một Cần Giờ đặc biệt. Vừa có rừng, núi, sông, biển, là khu dự trữ sinh quyển của thế giới được UNESCO công nhận. Đây là niềm hứng thú cho nhiều du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến.